Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 10 từ câu 1 đến câu 12. Đức Giêsu bỏ nơi đó, đi tới miền Giu-đê và vùng bên kia sông Giô-đan. Đông đảo dân chúng lại tuôn đến với người, và như thường lệ, người lại dạy dỗ họ. Có mấy người Pha-ri-siêu đến gần Đức Giê-xu và hỏi rằng: Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không? Họ hỏi thế là để thử người. Người đáp: Thế ông Mô-sê đã truyền dạy các ông điều gì? Họ trả lời: Ông Mô-sê đã cho phép biết giấy ly gì mà rẫy vợ. Đức Giê-xu nói với họ: Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông. Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ. Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi người về điều ấy. Người nói: Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình, và ai bỏ chồng để lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình. Chúng ta có thể lấy làm lạ, tại sao việc ly dị đã được luật Mô-sê cho phép mà người Pha-ri-siêu còn hỏi thử Chúa Giê-xu có chấp nhận hay không? Nếu đã cho phép thì cứ theo luật mà thực hành, hà tất phải đặt vấn đề như thế làm chi nữa? Khoa chú giải Thánh Kinh cho biết, trong nội bộ phái Pha-ri-siêu bấy giờ quả thực đang có tranh cãi kịch liệt về vấn đề này. Phải chăng từ thâm tâm người ta vẫn rây rứt, dù đã có luật cho phép ly dị, khi họ phân ly những gì Thiên Chúa đã kết hợp? Chúa Giê-xu cho biết hiện trạng của luật Mô-sê chỉ là một sự nhân nhượng vì họ lòng chai dạ đá. Ngài nhắc lại nguyên lý đã có ngay từ đầu: sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Để dứt khoát xóa bỏ quan điểm mập mờ cũng như lối thực hành du di của luật cũ, và quả quyết rằng hôn nhân là thánh thiện và vô cùng cao quý. Xã hội hiện đại ngày nay có xu hướng phá vỡ những giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình truyền thống. Hôn nhân như chiếc bình thủy tinh mong manh dễ vỡ. Thực hành lời cam kết trong bí tích hôn nhân, yêu thương và kính trọng nhau suốt đời, là viên đá gốc để các gia đình Kitô hữu thấm nhập tin mừng và đưa Chúa vào cuộc đời này. Gia đình chúng ta phải có dịp ngồi lại với nhau để trao đổi những khúc mắc trong cuộc sống, nhất là các bậc cha mẹ cần sắp xếp thời gian để gia đình đọc kinh chung và nhắc nhở nhau thực hành, yêu thương và kính trọng nhau như lời cam kết. Nhờ đó, gia đình chúng ta mới yêu thương và hạnh phúc thật sự.